sẽ cùng đi vào ví dụ đầu tiên Ví dụ số 1 về cái dạng toán tính đồng biến, tính nghịch biến của hàm số Ví dụ số 1 của chúng ta như sau Các em chú ý này Đề bài yêu cầu đó là tìm m để hàm số y bằng 2m cộng 1 Nhân với x cộng với m 3 Đồng biến trên r và chúng ta có bốn đáp án của M đây và chúng ta phải lựa chọn một trong bốn đáp án để bài cho. Kem viết xong đề chưa? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết ví dụ số 1 này. Thì các em chú ý ở đây. Đồng biến trên R thì chúng ta áp dụng trường hợp đồng biến, đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta có ví dụ số 1 là gì? Đề hàm số đồng biến trên R thì hệ số A của hàm số phải dương tức là 2A bằng 2M cộng 1 phải lớn hơn 0 đúng chưa? lớn hơn 0 đây là bất phương trình bậc nhất với ẩn M chúng ta tìm được ra được M sẽ lớn hơn trừ 1 phần trừ 1 phần 2 rất dễ đúng không? Và đây chính là kết quả của bài toán luôn. Và từ đó chúng ta tìm ra đáp án đúng ở đây chính là đáp án D và ta chọn đáp án D. Đây là ví dụ số 1.